Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop Tuấn Hương, shop Lan Hương nhá, chuyên giày si chính hãng. Hôm nay thì em lại lên báo giá cho mọi người một lô giày thể thao. Hôm nay em sẽ gom giày thể thao và giày tây, nói chung là sẽ xả chung với cả nhau mọi người nhá. Mọi người xem mà mọi người ưng mã nào thì mọi người đọc mã giúp em, hoặc là chụp ảnh xong rồi gửi cho em qua Zalo là tốt nhất mọi người nhá. Hôm nay tại vì em gom giày thể thao với giày tây nó không đồng một mẻ mọi người ạ, thành ra là em gộp chung với cả nhau luôn. Bác nào ưng mã nào thì mọi người lấy mọi người nhá. Đến với cả một đôi đầu tiên nhá, là hiệu Fila. Đôi này thì rất là mới mọi người nhìn này. Em zoom cho mọi người gần để mọi người nhìn thấy là nó không hề lỗi lầm hay là bị gì cả. Có mỗi cái điểm yếu của nó đấy là cái phần đế này của nó hơi mòn một xíu như này, mọi người nhìn thấy không ạ? Cái đế này ý, thì đi vẫn ok, không làm sao cả, nhưng mà nó bị, nếu mà lật lên thì nhìn trông nó xấu thôi, chứ còn đi thì vẫn đi ok mọi người nhá. Và đôi này mã H30 size 41, hôm nay trên live em sale cho mọi người đôi này còn 300. Đôi này rất mới nhá mọi người nhá. Em xả 300. Đầu like bác nào lấy thì lấy. Mã H30 size 41 xả 300. Em chắc là lên nhanh nhá để cho mọi người xem được nhiều mẫu. Tiếp ạ. Một đôi Nike nhá, dòng chạy bộ. Đôi này thì đế khá là mới, mã L5 size 42,5. Đôi này bán 400, hôm nay trên live xả cho mọi người đôi này còn 250 mọi người nhá. 250. Xả 250. Tiếp ạ. Mã D34 nhá. Giày tây D34. Đôi này thì khá là mới mọi người ạ. Giày da D34 size 41. Size 41 nhá. Đôi này xả cho mọi người 300. Hàng xả này thì mọi người lưu ý giúp em là không quay đầu nhá. Đi chật đi rộng hay như nào đấy thì là bên em hô không quay đầu. Và mọi người mua hàng thì sẽ phải chuyển khoản trước thì em mới đi hàng mọi người nhá. Bác nào không chuyển khoản thì với kể cả khách quen rồi nhá, vẫn phải chuyển khoản. Mọi người lưu ý đối với các hàng xả giúp em, không đến lúc lại bảo anh khách quen rồi. Hàng này không cho quay đầu nhá. Tiếp theo một đôi giày da. Đôi này như kiểu dạng tục xong rồi đút chân vào thôi nhá. Nó thiết kế thắt dây ở đây, nói chung là để trưng bày thôi chứ nó không có tác dụng gì nhiều. Mã D17 size 41. Đôi này lót lên bên trong rồi mọi người nhìn này, còn rất là mới nhá. Đôi này 400, hôm nay trên live xả cho mọi người đôi này còn 300. Xả 300. Một đôi giày lười dáng thể thao, thắt dây màu xanh tím than. Xanh tím than nhưng mà thiên về xanh đen nhiều hơn nhá mọi người nhá. Đôi này khá là mới, mọi người nhìn thấy cái đế này. Đấy. Đôi này mà sale thôi tiếc mọi người ạ. Đôi này là dính cái gì đây? Dính. Đây. Đế này mới cực kỳ luôn, mã D44 nhá, size 41. Đôi này xả cho mọi người 350, 550 xả 350. Tiếp ạ. Một đôi Dead Center giày của Hàn. Đôi này mã M20 size 385 nhá. Đôi này bán 400, hôm nay trên live xả 250. 250. Bác nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nhá. Tiếp ạ. Nike nhá, dòng chạy bộ. Đôi này mất mã. Đôi này size 445, hàng made in đô. Chiều dài size là 28,5 nhá. Size 445, để em đánh cái mã đã. Size 445.
N0 size 445. Cái này xả 2,5 em. Mọi người nhá. Hàng xả này thì là mọi người chuyển khoản hết nhá mọi người nhá. Và chuyển khoản thì vẫn bao ship. Còn không chuyển khoản thì không gửi hàng mà cũng không bao ship mọi người nhá. Nike chạy bộ. Rồi đẹp quá này, mới thế. Nike free nhá mọi người ơi. Này. Trời ơi, đôi này cho vào lô hàng xả. Ai ném vào đây đây. Đôi này mã Q13 size 425. Xả cho mọi người đôi này 300 nha. Đôi này mới. Xả 300. Vẫn còn rất là mới nhá. Tiếp. Đôi này hiệu Adidas nhá. Adidas. Đôi này siêu nhẹ size 45, mã 44 size 40. Size 40 mọi người nhá. Mã là M44 size 40. Đôi này xả cho mọi người 200 đôi này nhá. Xả 200. Một đôi giày lười dáng thắt dây. Rất mới nhá mọi người nhá. Hiệu Yong S, giày của Hàn. Đôi này có mã 515 size 40. Đôi này xả cho mọi người 300. Phun ra 300, xả 300. Tiếp ạ. Đôi này là Adidas đế phút nhá. Đôi này cái đế phút của nó ấy, thì nó sẽ bị vàng như ở trên các video mà em hay nói rồi. Nói chung là chả cần phải giặt hay là bị đi bẩn hay như nào đâu mọi người ạ. Cái đế này nó tự ngả vàng, mọi người nhìn thấy cái đế của nó này vẫn rất là mới, nhưng mà có mỗi là cái đế phút này là nó nhanh bị vàng, chả hiểu bị làm sao luôn. Cái dòng này nó vậy á mọi người. Mã là H24 size 44 nhá. Đôi này xả cho mọi người 200 thôi. Bác nào đi tập thể dục thì chắc là không cần quan tâm là nó bẩn hay là không đâu, quan trọng là nó bền thôi mọi người nhá. Mã H24 size 44 xả 200. Tiếp theo Nike nhá. Chạy bộ. Đây này L2 size 40. L2 size 40. Đấy, đôi này thì xả cho mọi người 200 nhé. Cái đế của nó hơi mòn. Xả 200. Bác nào lấy chuyển khoản trước. Ôi, đôi này mới quá. Đôi này giày lười nhá. Thiết kế thắt dây. Cái đế của nó hơi mòn một xíu thôi mọi người nhá. Còn lại thì mọi người nhìn này, nó rất là mới. Đấy, đôi này thì mã D46 size 45, xả cho mọi người 300. Xả 300 nhá mọi người nhá. Một đôi Reebok nhá, phun da màu trắng ạ. Đôi này xả cho mọi người mã V18 nhá, size 41 ạ. Xả cho mọi người 200 đôi này. 200. Đôi này
là giày lười nhá. Hôm trước đã lên rồi nhưng mà vẫn còn ở đây. Hôm nay chắc xả cho mọi người 200 cho nó bay nốt nhá mọi người nhá. Hàng nhà em là hôm trước xả giày tây không còn một đôi nào, còn duy nhất đôi này. Đôi này chắc là chưa được giá. Đấy, đây là Land Rover mã H10 size 41. Hôm trước xả 300, hôm nay xả 200. Mọi người lấy lốt đôi này giúp em nhé, cho nó sạch gọn nhà luôn. Để em chiều, để mai với cả tối là em lên giày mới đấy mọi người nhá. Em lên tiếp rồi chuyển giày thể thao mới. Và sẽ lên giày hiệu cho mọi người. Nhiều giày hiệu lắm mọi người nhá. Mọi người tranh thủ vào săn đi. Tiếp theo đến với cả một đôi đôi này là hiệu đôi này mới thế nhỉ, đôi này hiệu Lecap, giày này là của Hàn, đôi này chiều dài size là 255, có mã là N9 size 395. Đấy, đôi này rất mới mọi người nhá, đôi này bán 550, hôm nay trên live xả 300, xả 300 đôi này. Một đôi Fila nhá. Fila Fila. Đôi này khá là mới mọi người ạ. Đôi này mới lắm. Đôi này mã V23 size 41, đôi này bán 500 nhá. 500, hôm nay trên live xả cho mọi người đôi này 300. Đôi này rất mới mọi người nhá. Không thể giả xả giá thấp hơn, trừ khi đôi nào mà nó bị lỗi hay là trông nó xấu quá thì mới xả giá rẻ thôi. Còn những cái đôi này là giảm giá cho mọi người. Một đôi Nike dòng đạp xe đạp nhá. Bác nào hay đạp xe đạp thì đừng bỏ lỡ đôi này, bởi vì là đôi này là chuyên để đạp xe đạp. Cái đế của nó thiết kế là khi mà mình đạp xe ấy, nó sẽ không bị trơn trượt nhé mọi người nhá. Đôi này Nike rất là nhẹ. Mã S16 size 41, đôi này xả cho mọi người 250. Bán 450 xả 250 nhá. Đôi này là giày da, phun da, dáng kiểu giày tây nhá mọi người nhá. Mã là D41 size 41, đôi này xả 300, đôi này rất mới nhá, không thể nào mà xả giá thấp hơn được. Hôm trước em đôi này bán 600 xả 400 rồi, hôm nay em xả 300. Hôm trước em lên video đôi này rồi ấy, vẫn còn đôi này. Đôi này là mã Q16 size 45. Đôi này rất mới nhá. Rất mới. Đôi này xả 300. Tiếp ạ. Mã L50 size 40, đôi này bán 500. Rất mới. Và nhẹ mọi người nhá. Nhẹ cực kỳ luôn, màu nó cũng khá là đẹp. Đế này. Đôi này bán 500 xả 300. L30 size 40 xả 300.
Em lọc cho mọi người vẫn còn đôi rất là đẹp và ngon luôn đấy. Mà xả giá này là cái giá mà quá là tốt rồi mọi người ạ. Lai đế hạt nhá. Lai đế hạt. Tôi này mã S23 size 415, tôi này xả 250. Nai đế hạt nhé. Con này chạy bộ là siêu nhẹ luôn đấy. Tiếp theo nai đế bằng giày của Hàn phun ra đế bằng mã H26 size 39 nhá. Cái này bán 600 xả 400 rồi, sale 400 rồi. Hôm nay trên live xả 300. Xả 300 nhá mọi người nhá, đôi này mới lắm. Xả 300. H26 size 39 xả 300. Nai đế phút nhá. À gì đấy, đế phút nhá. Đây là dòng chạy bộ mã Y31 size 45. Đế còn rất là mới nhá mọi người nhá. Đây là xả cho mọi người 250 thôi. Xả 250. Đấy. Nike Free nhé mọi người ơi, đôi này siêu nhẹ, nhẹ lắm. Và nó còn thiết kế là bo ở phần cổ chân cơ. Mã là Y37 nhé, size 41. Đôi này xả cho mọi người 250. 250, đôi này rất mới ạ. Nếu mà mọi người mà hay mua những cái đôi để mà đi chạy bộ ấy thì em nghĩ là không nên bỏ lỡ đôi này đâu. Bởi vì là cái đôi này là cái đôi mà em nghĩ là đẹp và nhẹ nhất trong tất cả những cái đôi mà dòng chạy bộ ấy. Xong nó lại còn bo chun ở phần cổ chân nữa, thành ra là kiểu đi nó rất là chặt ý, chặt chân, không bao giờ bị chân trượt ý. Mọi người có hiểu ý em không? Mọi người mua hàng bên em nhá. Em không gọi là cấm mọi người hay là em vẫn hỗ trợ mọi người trong vấn đề đổi trả, nhưng mà mọi người ơi, mọi người làm ơn là mọi người đóng gói cẩn thận giúp em được không? Đóng gói cẩn thận giúp em xong rồi là đưa lại cho ship, cho bên ship họ làm ăn rất là kiểu vớ vẩn và họ hàng hết các thứ họ không kiểu bọc cho nó kỹ càng ấy mọi người. Đây hôm nay em vừa mới nhận được một đôi giày mà khách hoàn lại, mọi người nhìn đi. Giày mà như này thì còn gì gọi là giày hả mọi người? Cho mỗi cái túi bóng, bọc cái túi bóng đen, xong rồi là quấn băng dính xung quanh. Đây là cái túi bên này này. Còn đây là hộp nhá. Hộp thì nói chung là bẹp nát luôn, không còn một cái gì. Đến lúc mở giày ra em nói thật với mọi người là không hiểu nếu mà là giày hiệu. Giày này là dạng tầm trung nhá. Nếu mà là giày hiệu thì em không hiểu mọi người ấy là giày của em nó thành cái gì để mà bán nữa luôn ấy mọi người. Đùa chứ chán thật sự luôn. Xong rồi những cái đôi đấy á, bây giờ lại phải lấy vào. Trong khi lúc đầu nhá, rất là đẹp và bán rất là giá rất là cao, xong bây giờ nhận về như thế thì lại bán thanh lý. Nói chung là xác định là chả bán được cho ai, chỉ có bán thanh lý thôi mọi người nhá, bán xả thôi chứ còn ai mà để lại cho khách mà đi được cái đôi như thế à mọi người. Thế là mọi người mà lần sau mà mua hàng ấy là em rất muốn hỗ trợ mọi người đổi trả, nhưng mà mọi người đổi trả giá em như thế thì làm sao mà em dám cho mọi người đổi trả lại hả mọi người. Thế mọi người lưu ý giúp em nhé, nếu mà anh nào muốn đổi hàng nhé các thứ thì cẩn thận giúp em, bọc biết các thứ cẩn thận cho shop.
Tiếp theo nhá, mọi người đợi em một tí để em đánh đánh mã cái đôi này. Đôi này cũng là cái đôi mà khách nhà em hoàn về. Thế là em xả bỏ cho mọi người cho nó rẻ. Đôi này là mã cuối cùng nhá, thành ra là em sẽ xả cho mọi người giá rẻ luôn. Xả cho mọi người 100.000. Trời ơi, bóc mãi cái tem này để không ấy được. Thôi em đọc mã luôn đi. Em lên mã nhé. Đôi này size 42 này. Size 42, nice size 42. Đấy, mọi người nhìn này. Khách giả cho mỗi lần vào đúng một cái túi bóng như này, xong rồi là zip lại, xong giả lại cho shop, không cho vào hộp hay là gì cả. Thì mọi người thử nghĩ xem là em bán được cho ai nữa mọi người. Thế là mọi người mà muốn em đổi hàng là mọi người phải đóng gói cẩn thận nhé, còn không là em không cho đổi đâu. Đôi này xả cho mọi người 100 nhé. Đôi này dòng Nike em xả cho mọi người đôi này cuối cùng, mã cuối cùng 100. Size 42, bác nào lấy thì lấy mọi người nhá. Đế này còn rất là mới. Đôi này không có vấn đề gì cả, mỗi tội là nhìn trông mọi người đóng hàng lại trả hàng em nhìn chán quá rồi. Giày em vừa nhét lót ở bên trong nó phồng á, chứ còn bình thường là lúc nãy em nhận là nó dẹp hẳn luôn, người ta cho mỗi vào cái túi zip mọi người ạ. Đấy, và đôi này là mã cuối cùng nhá trong chương trình live hôm nay. Em xin phép là dừng video ở đây ạ. Mọi người xem video xả nhé, mọi người ưng mã nào thì mọi người chốt đơn nhá. Các bạn với em bằng số 0987785608 ở trên màn hình. Và đấy, mọi người đừng quên là bấm kênh theo dõi đăng ký của shop Tuấn Hương, shop Lan Hương nữa nhá, để theo dõi những video mới nhất ạ. Em xin phép là dừng video ở đây nha. Em chào mọi người.